Chào mừng đến với máy nông sản toàn cầu chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp tiên tiến cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, chăn nuôi và nông nghiệp. Để việc cấp liệu cho máy nghiền, máy sắt hay ra vào máy sấy lúa không còn là vấn đề khó, tố nhân lực và vất vả chúng tôi hôm nay giới thiệu đến bà con. Sản phẩm vít tải cấp liệu đáng tin cậy và hiệu quả cho việc nạp liệu tự động cho máy nghiền. Máy sắt gạo và hệ thống ra vào liệu cho máy sấy lúa giúp tăng giảm công sức lao động, cường năng suất và tiết kiệm thời gian công việc. Với khả năng nạp liệu lên đến 2 tấn mỗi giờ, sản phẩm của chúng tôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận hành của các hệ thống công nghiệp với hiệu suất cao. Thiết kế linh hoạt cho phép vít tải cấp liệu của chúng tôi dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất hiện có, tối ưu hóa quá trình sản xuất mà không cần sửa đổi quá nhiều. Sản phẩm được chế tạo với vỏ inox không dỉ sét, trục xoắn và cánh vít bằng thép chất lượng cao, động cơ dây đồng công suất. 2200 uôn có nút bấm tiện dụng và được thiết kế để hoạt động một cách mạnh mẽ và ổn định trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Bằng cách tự động hóa quy trình nạp liệu, sản phẩm của chúng tôi giúp giảm thiểu sự cần thiết của lao động thủ công, giảm tối thiểu lỗi trong quy trình sản xuất và tăng cường hiệu suất làm việc. Máy nghiền thức ăn gia súc, máy sát gạo, máy sấy lúa, các quy trình chế biến thực phẩm và nông sản khác. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy để tăng cường năng suất và hiệu quả trong quy trình sản xuất của mình, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về sản phẩm vít tải cấp liệu của chúng tôi. Liên hệ Công ty cơ khí toàn cầu Địa chỉ km 29 Thanh Bình Trương Mỹ Hà Nội số điện thoại 0974 828 633 Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng cho một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất của bạn với sản phẩm vít tải cấp liệu của chúng tôi.